Amber, chuyện gì xảy ra vậy? Một trường hợp khẩn cấp sao? Cái gì? Amber nhí mất tích sao? Ôi trời, thật kinh khủng. Chúng ta phải tới trụ sở của đội tuần tra, nhờ họ tổ chức một đội tìm kiếm. Matt, Frank, Hector, Amber nhí mất tích rồi. Chúng ta cần tổ chức tìm kiếm ngay, nhanh lên. Amber, nơi cuối cùng bạn nhìn thấy Amber nhí là ở đâu? Vậy là em ấy đã chơi ở trong bệnh viện, sau đó thì đột nhiên biến mất à? Vậy bạn nghĩ là em ấy đã đi đâu? Ý hay đó Amber. Hãy tìm ở sân chơi và xung quanh lối vào bệnh viện. Chào Ben nhí và Lily nhí. Báo cho tụi anh nếu các em có thấy Amber nhí rất cấp bách đó. Các em nghĩ là em ấy đang ở bệnh viện à? Đúng là vậy. Nhưng giờ em ấy mất tích rồi. Được rồi Hector, bạn cần phải tìm kiếm từ trên cao để xem Amber nhí có đi lang thang đâu đó gần bệnh viện không. Cảm ơn các bé. Chúc các em may mắn nha. Matt và Frank à, các bạn có tìm thấy gì không? Ôi trời, chúng ta cần phải tìm cho được Amber nhí trước khi trời tối. Bạn có nghĩ ra được hiện giờ em ấy ở chỗ nào không Amber? Đừng lo Amber, đội tuần tra đang điều tra. Ý hay đó Matt. Hãy kiểm tra trong bệnh viện một lần nữa để xem Amber có chơi trò trốn tìm không. Vẫn không thấy gì sao? Ôi trời, không ổn rồi. Gì vậy Hector? Chuyện gì với cái máy kẹo vậy? Có cái gì đó đã đụng vào máy kẹo sao? Thật kỳ lạ. Có thể nó đã vỡ khi... Chuyện gì vậy? Amber nhí. Là em. Em làm mọi người lo lắng đó Amber nhí. Em bị mắc kẹt dưới đống kẹo khi nó đổ lên người của em à? Ôi trời, thật là mừng khi em không sao. Phát hiện hay lắm Hector, và làm tốt lắm đội tuần tra. Cuối cùng mọi người có thể nhẹ nhõm khi biết em an toàn, Amber nhí à. Cảm ơn đội tuần tra đã giúp đỡ. Và chú ý an toàn nha Amber nhí. Hẹn gặp lại lần sau. Đội tuần tra. Chào buổi sáng Tom. Chào Amber.
Hôm nay bạn lắp cái còi báo mới cho Amber chưa Tom? Chuyện gì vậy Tom? Cái hộp đó trống không? Cái còi mới của Amber đâu rồi? Hình như cái còi mới của bạn bị mất rồi Amber à. Phải, thật là bí ẩn. Đừng lo Tom à, hãy gọi cho đội tuần tra, họ sẽ tìm ra chân tướng vụ việc. Chào các bạn, Tom cần các bạn giúp. Cái còi mới của Amber bị mất trong gara của Tom. Thật lạ phải không? Các bạn có giúp được không? Tuyệt, đi thôi. Các bạn biết là những phương tiện cấp cứu như các bạn và Amber thì một cái còi quan trọng ra sao mà. Có thể bạn nên bắt đầu kiểm tra ở đây, Hector à. Đội tuần tra tới rồi đây. Hãy thuật lại mọi chuyện nào. Vậy là cái còi ở trong chiếc hộp này và giờ lại mất tích. Thật kỳ lạ. Bạn rất ngăn nắp Tom à, nên tụi mình biết bạn không thể làm mất nó được. Nếu có ai đột nhập và trộm cái còi, chắc chắn phải để lại manh mối. Bạn thấy gì không Hector? Hector thấy có gì đó quanh cái cây này. Bạn có biết những bánh xe ở ngoài này không Tom? Bất kỳ ai đã trộm những thứ này từ gara của bạn cũng chính là kẻ đã lấy bánh xe. Các bạn nghe gì không? Ai đó ở trên cái cây này. Tom nhí, Amber nhí, các em làm gì ở trên đó vậy? Chơi trò biệt đội giải cứu sao? Em không nên lấy những thứ không thuộc về mình, Tom nhí à.
đó là cái còi của Amber và cô ấy cần nó cho những trường hợp cấp cứu. Đừng khóc mà, đây là một bài học đắt giá đó. Nó xin lỗi cha em và Amber, rồi mang những thứ này trở về gara nào. Đây, giờ em đã có một hộp dụng cụ riêng để chơi rồi đó. Cảm ơn đã giúp đỡ đội tuần tra. Giờ Tom có thể lắp còi cho Amber rồi. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại lần sau. Xe tuần tra. Chào buổi tối, Charlie. Nè, coi chừng dây điện phía bên trên kìa. Ồ không, đó chắc là đường dây điện cung cấp cho đèn đường và đèn giao thông. Đừng lo lắng, Charlie. Mình chắc là chúng ta có thể sửa nó. Nhưng tốt hơn là chúng ta nên làm gì đó nhanh đi. Những chiếc xe hơi kia hình như đang nổi giận với nhau kìa. Nè Matt, nè Friend, chúng tôi cần các bạn. Tất cả đèn tại giao lộ đã tắt. Nơi đó hoàn toàn tối tăm và có một vụ kẹt xe nghiêm trọng. Nhìn kìa Charlie, Matt và Friend đã đến đây giúp rồi. Charlie rất tiếc vì bạn ấy đã làm đứt dây điện. Nhưng bạn ấy không có ý làm vậy. Nó chỉ là một tai nạn thôi. Đừng như vậy mà Charlie. Chúng ta sẽ sửa chữa tất cả. Hình như Matt có việc cho bạn đó. Bạn có thể giúp đặt mọi thứ lại đúng chỗ. Bạn có thể giúp Matt điều chỉnh giao thông trong khi Friend đi hỏi mượn xe cứu hộ Tom và dụng cụ không? Chào Tom, xin lỗi đã làm phiền bạn. Nhưng điện tại giao lộ trong thành phố xe hơi đã bị tắt bởi vì dây điện bị đứt. Bạn có thứ gì giúp tụi mình sửa lại nó không? Đó chính xác là thứ mà chúng ta cần để gắn lại dây điện. Cảm ơn Tom nhiều nha. Điều khiển giao thông tốt lắm, Matt. Bạn sẽ sớm xong việc này thôi. Frank đã trở lại và bạn ấy có thứ cần thiết để sửa lại đèn rồi. Bây giờ hình như Frank cần Charlie giúp. Bạn có thể mang dây cáp đến cho Frank không, Charlie?
tuyệt. Giờ chỉ còn việc gắn phần cuối của dây cáp và phần dây mà Frank đã lấy từ Tom thôi. Tuyệt lắm, các bạn đã làm được. Matt nói đúng đó Charlie, các bạn ấy không thể làm nếu không có bạn giúp. Bạn đã gây ra lỗi, nhưng bạn đã sửa lỗi. Tốt lắm. Nè các bạn làm gì với mấy vật trang trí này vậy? Ồ, một bữa tiệc Halloween, tuyệt. Các bạn đang nấu ăn sao? Tại một bữa tiệc. Các bạn đang nấu món gì? Một cái bánh bí ngô khổng lồ à? Nhưng những trái bí ngô đâu? Chúng phải ở đây chứ. Nhưng đâu rồi? Chúng ta nhờ đội tuần tra giúp đỡ đi. Ý kiến hay lắm. Nè các bạn, có một trường hợp khẩn cấp tại bữa tiệc Halloween. Những trái bí ngô để làm bánh bí ngô đã bị mất. Các bạn có thể giúp tìm ra không? Này các bạn, đội tuần tra đã tới. Những trái bí ngô đã ở đây một giờ trước, nhưng giờ chúng đã biến mất. Bạn có ý tưởng gì hả Matt? Ồ, bạn đang tìm kiếm manh mối. Bạn đã tìm ra manh mối à? Những dấu bánh xe. Nhưng chúng dẫn đến đâu? Hector, bạn có thể bay lên và xem dấu bánh xe dẫn đến đâu không? Dấu bánh xe dừng lại trên đường à? Mình đoán là chúng ta phải đi điều tra thôi. Hình như là dấu vết cuối cùng rồi. Bạn nghĩ gì vậy Matt? Một số dấu bánh xe nhỏ hơn những dấu còn lại, đúng chứ? Nhưng điều đó nghĩa là gì? Một xe hơi lớn và một xe hơi nhí. Có thể bạn đúng đó. Nhưng những xe hơi nào luôn đi chung với nhau? Đúng,
Tom và Tom nhí luôn đi cùng với nhau. Nhưng thực sự họ đã lấy cắp thứ gì sao? Hãy cùng điều tra nào. Mình chắc là phải có một lời giải thích. Đáng nghi thật. Friend, bạn rất là khỏe. Bạn có thể gõ mạnh vào cửa không? Có thể họ không nghe thấy bạn. Tom, Tom nhí, những trái bí ngô cho tiệc Halloween đã biến mất. Các bạn có biết chuyện này không? Ồ, bạn đã thấy những trái bí ở bữa tiệc và bạn muốn đục chúng để gây ngạc nhiên cho mọi người sao? Chà, rất tốt. Nhưng Susie cần chúng để làm một chiếc bánh. Ồ, các bạn sẽ giữ lại phần thịt bí để làm bánh. Cảm ơn các bạn. Wow, đây thực sự là một chiếc bánh khổng lồ. Nghe mùi thật là thơm ngon. Tận hưởng bữa tiệc nha các bạn.